Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới sáng thứ ba, ngày 11 tháng 1 của STV. Thưa quý vị, năm vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành trong sức tiến thương mại, hoạt động tiêu thụ nông sản của Sơn La vẫn đạt được những kết quả tích cực. Câu chuyện ngày mới sáng nay sẽ đề cập đến nội dung này. Các cuộc sống sẽ có phản ánh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong tình hình hiện nay. Trước hết thì là phần tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 06 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó thì thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ dần thay thế cho giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội Công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Trong năm 2022, hoàn thành tích hợp cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân chín số với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện thực hiện việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp, đảm bảo xác thực 100% các thông tin thiết yếu quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe, từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch quy định theo quy định của pháp luật, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác. Theo Tổng cục thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở nước ta năm 2021 đạt 50,5 triệu người, giảm 791,6 nghìn người so với năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 18,6 triệu người, chiếm 36,8%. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2021 là 49 triệu người, giảm 1 triệu người so với năm 2020. Trong đó giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và ở nam giới. Số lao động có việc làm ở khu vực nông thôn là 31,2 triệu người, giảm 1,5 triệu người và ở nam giới là 26,2 triệu người, giảm 729,5 nghìn người so với năm trước. Trong năm 2021, tình hình dịch kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2020 đã khiến cho hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người, chiếm 33,2%, giảm 254,2 nghìn người so với năm trước. Khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người, chiếm 37,9%, giảm 800,8 nghìn người so với năm trước. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là 14,2 triệu người, chiếm 28,9%, tăng 37,3 nghìn người so với năm trước. xác định việc chăm lo cho người nghèo gia đình chính sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương của đảng và nhà nước với địa bàn là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn tỉnh sơn la đã tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới từ các chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2021, tỉnh sẽ la giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020 xuống còn 15,1%, giảm 3,28% so với năm 2020. Tỉnh cũng vận động được trên 20,5 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 26 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hỗ trợ trên 3 tỷ đồng và 470 tấn nông sản cho một số tỉnh thành phía Việt Nam để thực hiện công tác phòng chống dịch. Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La cũng đã thông qua nghị quyết số 16 ngày 31 tháng 8 năm 2021 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trong đó ưu tiên phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, huy động sử dụng tối đa các nguồn lực của nhà nước và nguồn lực khác để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc của Trung ương và của tỉnh. Với quan điểm phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Sơn La đã xây dựng lộ trình phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể. Ngành du lịch tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tổng lượt khách đạt 5,2 triệu lượt, trong đó 0,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt 4.658 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân từ 10 đến 20% trên năm, tạo ra khoảng 3.000 việc làm trực tiếp. Để đạt được các mục tiêu trên, Sơn La đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch với những nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, ưu đãi, có tính đột phá để thu hút đầu tư phát triển du lịch tập trung mọi nguồn lực xây dựng phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025, xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La định hướng trở thành khu du lịch quốc gia, đưa huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên trở thành khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030, tập trung xây dựng loại hình sản phẩm du lịch trọng tâm đặc thù của từng địa phương trong tỉnh gắn với tiềm năng, cảnh quan, tạo sự liên kết giữa các loại hình du lịch để phát triển sản phẩm du lịch Sơn La độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, phát triển xanh, nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế. Trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, bị thương 23 người, so với năm 2020, số vụ giảm 34 vụ, số người chết giảm 19 người, số người bị thương giảm 46 người. Trong năm qua, các lực lượng chức năng cũng đã xử lý 14.759 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 20 tỷ đồng. Cùng với đó, ban an toàn giao thông từ tỉnh đến các huyện thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19, nổi bật là khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng phương án vận tải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phương tiện và các dịch vụ phục vụ hành khách, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Năm 2022, với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gần với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh sẽ lao phần đầu giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10%, cả về 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thực sự, bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện ngày mới. quý vị các bạn, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng sản xuất gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, đặc biệt là các mặt hàng nông sản có tính chất mùa vụ thu hoạch số lượng lớn trong một thời gian ngắn. Tỉnh Sơn La đã triển khai hàng loạt các giải pháp huy động được sự tham gia tích cực chủ động của các sở, ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cùng chung tay hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, góp phần giảm bớt khó khăn cho nông dân. Ghi nhận của phóng viên An Hảo với tiềm năng lợi thế thuận lợi về đất đai, khí hậu, tỉnh Sơn La đã tìm hướng phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Đến nay toàn tỉnh có trên 78.850 ha cây ăn quả và cây sân tra, tổng sản lượng quả 336.330 tấn. Từ tháng 4 đến tháng 9, Sơn La bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch nhiều loại hoa quả nông sản như mận hậu, xoài, nhãn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã có những chủ trương chính sách hỗ trợ kịp thời, tích cực kết nối tiêu thụ nông sản cùng người nông dân vượt qua sóng gió đại dịch. Tôi đã họp bàn và đã tạo ra được cái sự gắn bó thường xuyên và chặt chẽ giữa cấp ủy, uh, chính quyền với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm. Uh, chúng tôi cũng đã thực hiện cái vai trò của nhà nước trong cái việc dẫn dắt cũng như là xây dựng các cái chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, các cái nhãn hiệu uh, sản phẩm và chung tay cùng với họ để xây dựng các cái thương hiệu khâu tiêu thụ là cũng gặp rất nhiều khó khăn là huyện huyện Mai Sơn đã giới thiệu các công ty và các siêu thị để tổ chức là tiêu thụ hàng hóa cho chúng tôi. Một trong những chủ trương tích cực của tỉnh Sơn La là thực hiện thành lập các tổ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các địa phương với mục đích chính là phát huy vai trò của người đứng đầu cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua theo dõi, đánh giá cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy thì chúng tôi thấy là các đồng chí rất năng động, sáng tạo và kịp thời nắm bắt và giải quyết có hiệu quả các cái vấn đề phát sinh trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cái nông sản. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã tiêu thụ khoảng 350.000 tấn nông sản, cao hơn năm 2020 gần 100.000 tấn. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 161 triệu đô la Mỹ, tăng gần 44% so với năm 2020. Trong đó, giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt trên 150 triệu đô la Mỹ, tăng trên 45% so với năm 2020. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong thời gian tới. Câu chuyện sẽ được phản ánh chi tiết hơn trong chuyên đề kinh tế phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút tối nay trên kênh STV. Mời quý vị các bạn cùng đón xem. Khép lại câu chuyện ngày mới, mời quý vị các bạn tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 35 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh ghi nhận của phóng viên tại phường trường cơi thành phố sơn lạc thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao gương cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát thực hiện theo chỉ thị số 35 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì qua quá trình triển khai thì chúng tôi đã tổng hợp đã à, các hộ gia đình trên cơ sở chúng tôi tổng hợp là trên 80% các hộ gia đình được hỏi à, tham gia ý kiến là đều nhất trí là bổ sung các quy định về phòng chống dịch Covid-19 vào quy hướng ước của các bản. Bản Chậu Cọ có 285 hộ dân để người dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò tự gương mẫu của cán bộ đảng viên. Bí thư tri bộ kiêm trưởng bản, ông Quảng Văn Sương, bản Chậu Cọ đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền để người dân hiểu các quy định trong việc thực hiện các nếp sống văn minh nơi cư trú, chấp hành nghiêm việc thực hiện quy định 5K về phòng chống dịch bệnh COVID-19 về cái phương thức cách làm chúng tôi à, gửi phiếu cho các hộ gia đình trong đó có bốn cái nội dung chính thứ nhất là về các nội dung à, việc cưới việc hỏi thứ hai là việc à, tang lễ thứ ba là quản lý à, theo dõi từ người từ ngoài tỉnh đi và đến và thứ tư là có cái công tác là là thi đua khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm. Việc tuân thủ các quy định theo chỉ thị số 35 của ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La được người dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Vừa rồi được đồng chí bí thư kiêm trưởng ban tuyên truyền về phòng chống Covid, sang tháng tôi tổ chức cưới cho cháu trai. Khi được ban quản lý tuyên truyền, tôi đã bàn với gia đình tổ chức cho cháu gói gọn trong nội bộ gia đình mình và tuân thủ thực hiện nghiêm việc phòng chống Covid-19. Tổ chức là quá hoài con với việc triển khai tích cực của các ủy chính quyền phường Trường Cơi, thành phố Sơn La trong việc thực hiện chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đó hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm và vui tươi, phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống trong bản sắc văn hóa các dân tộc. Vâng, tổ chức việc hiếu việc hỷ trong thời gian này, chúng ta không chỉ thực hiện phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình mà cần tổ chức với hình thức, quy mô phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn nữa. Làm sao đảm bảo tiết kiệm văn minh và đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình chào người mới của STV. Xin chào và hẹn gặp lại.